Xin chào quý khán giả xa gần. Lời đầu tiên, Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Hôm nay là mùng 9 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Người người nơi nơi đã kết thúc kỳ nghỉ xuân và quay trở lại với công việc thường nhật của mình. Trưa nay thì Xuân Mỹ đã có giao lưu với khán giả liên quan đến đó là fanpage Hồ Văn Cường Tích Xanh mà cái ekip bên kia lập cho cậu ấy. Tại sao mà chia tay rồi, người ta làm đủ thứ kiểu nhưng mà lại không phóng xanh, phóng xanh trong mặt kép nha mọi người, không phóng xanh cái fanpage Tích Xanh này. Thì khán giả Zik Zik cũng có là comment mình đồng quan điểm với bạn về vấn đề này. Không hiểu sao người ta đi chùa, mở quán chay có pháp danh mà sao không chịu sống theo thuyết nhà Phật, buồn quá. Còn cô Huệ thì Xuân Mỹ, chúc Xuân Mỹ vui vẻ. Chị Thu Võ thì nói là chị thích Xuân Mỹ nói từ phóng xanh hay từ tích xanh trong hoặc kép, mà cái này gọi là công đức lớn lắm mà nha, chị nấy nói vui. Rồi Loan, khán giả Loan Nguyễn thì nói là chừng nào họ phóng xanh cái Facebook fanpage tích xanh đó thì chủ máy bay về trời mới là siêu thoát được. Thì ai là chủ thì mọi người hiểu rồi ha. Còn khán giả có cái nickname là người Bạc Liêu thì nói là Hồ Văn Cường từ bỏ không phải là chịu thua mà không muốn hơn thua với những điều vô nghĩa. Còn chị Hồng Bích Đỗ, sau khi nghe Xuân Mỹ nói người ta một đứa con mà đi đâu cũng giới thiệu nó là con nhưng cuối cùng khi mất rồi thì nó ra ngoài đường. Không không biết là cuộc sống như thế nào, thì chị Hồng Bích Đỗ nói là có đó, để lại cho Cường cái nhà một nát và thân hình xương với da. Còn Long Lê thì nói là con Win đó phóng xanh cái Facebook tích xanh Cường thì bà kia mới siêu thoát được. Xuân Mỹ thì góc độ Xuân Mỹ, người Bạc Liêu cũng nói là nhỏ đó tham hơn mẹ nó nhiều, nó đâu có nó, nói chung là người ta cũng có thể người ta bày vẽ cái gì thì cô này làm theo cái đó mọi người. Và nhiều khi là trong lòng cũng muốn nói điều gì đó cho cậu Út nhưng mà không dám, bởi vì là đã theo rồi, đã lỡ, giống như là lỡ theo cái Xuân Mỹ đồng quan cũng cũng cảm ơn khán giả xa gần đã có bình luận và góp cùng đóng góp ý kiến với quan điểm của Xuân Mỹ. Một lần nữa Xuân Mỹ nói như thế này, cũng là người Việt ha, cũng là người Việt sống trên đất nước Việt Nam. Đúng là mở quán chay và sau đó còn là mở những cái bữa buffet chay miễn phí gì rồi đám cúng đám quải thì kêu thầy tụng niệm các kiểu, giống như Xuân Mỹ đã nói trưa nay. Nhưng mà ngày rồi thứ rồi một việc nữa là ngày 11 tháng 10 thì đưa ra những cái sớ táo quân, đưa tiền cho em Cường, rồi cũng lên trên mạng xã hội thông tin, lên truyền thông thông tin là chúng tôi không có liên quan gì nhau. Nhưng cho tới giờ cái fanpage tích xanh Hồ Văn Cường đó vẫn còn. Ai nắm password, cái người đóng vai ba, cái người đóng vai ba ở cái công ty đó đó mọi người, cái gì ngôi sao sao sẹt sao sáng gì đó, thì không có quỷ cái fanpage này đi. Có người khán giả thì nói là họ ẩn YouTube để làm cho khán giả đừng có soi cái tiền doanh thu từ YouTube thôi, chứ fanpage thì họ để vậy để là có cớ đánh bản quyền này nọ. Nhưng mà Xuân Mỹ thì Xuân Mỹ, khi Xuân Mỹ nói thì cái nhìn của Xuân Mỹ thì khán giả biết rồi ha. Người ta nói người ta làm điều này cho cậu Út, người ta xây dựng kênh này kênh nọ cho cậu Út, nhưng khi mà mình kết thúc giao thiệp, kết thúc qua lại rồi, mình nói là mình đã không còn dính, chúng tôi không còn dính líu gì nhau, thì lẽ ra cái điều mà mình cần làm là những cái gì mà liên quan đến cậu ấy mình cũng phải là gỡ, phải xóa luôn. Thì mình không làm điều đó, trong khi mình đi mua chim, mua cò, mua đồ đủ thứ mình phóng sanh, rồi mình đi vái lại tứ phương,
Người Việt Nam với nhau, người Việt Nam người ta có một cái tấm lòng nhân ái dành cho nhau, nhưng mà cũng cũng là người Việt Nam đang sống trên đất nước Việt Nam, nhưng mà không không có tình thương mến thương đó, không có cái tấm lòng bao dung rộng mở đó, mà đi theo những cái người, những cái nhóm làm những cái việc mà không có đúng đắn với cột mốc Gò Công. Rồi mọi người thấy thậm chí còn bật đèn xanh cho những anti-fan công kích bôi nhọ cột mốc Gò Công sau này. Xuân Mỹ may mắn gặp được một khán giả, có thể là may gặp được một khán giả Bích Nguyễn, là người trước đây từng mến mộ cái người cố ca sĩ, nhưng mà sau khi thấy ekip kia dùi dập cậu ấy, hạ cậu ấy như thế nào, thì Bích Nguyễn đã cảm thấy xót xa, và Bích Nguyễn đã cho Xuân Mỹ biết những cái thông tin. Rất là nhiều người binh vực cái người mất thì thôi, cứ để họ binh vực, nhưng mà Xuân Mỹ luôn luôn nhìn thấy cái sự khó khăn của cậu Út Gò Công. Ai cũng nói là cậu Út phải làm kiện để lấy lại cái fanpage Tích Xanh này, nhưng mà Xuân Mỹ nói đây là cái mạng xã hội mọi người, cậu ấy có thể sử dụng nó hoặc là không. Cậu ấy nhưng mà cậu ấy đã không màng, như là khán giả có nickname là người Bạc Liêu đó, thì không có muốn đôi co với cái điều vô nghĩa. Đã nói phủi bỏ rồi, thân này đã phủi phủi bỏ những cái gì quá khứ rồi, thì người ta không có, cậu Út không có quay lại để làm những cái điều đó để lấy lại cái fanpage này đâu. Điều mà Xuân Mỹ muốn mong muốn cũng như nhiều khán giả mong muốn là họ hủy cái kênh này đi, hủy cái fanpage này đi, để cho cậu Út có thể tạo lập, tức là trả đúng cái tên, đúng cái nghĩa về đúng cái vị trí của nó. Cái fanpage này, hình ảnh và fanpage trả về đúng vị trí của nó hiện nay, là trả về với em Cường chứ không phải là thuộc bản quyền hay của cái công ty network kia, hay là thuộc cái password, thuộc cái người đóng vai ba đó là nắm giữ ha mọi người. Trưa nay thì Xuân Mỹ sẵn đây thì Xuân Mỹ cũng sorry khán giả là hồi trưa Xuân Mỹ có nói nhầm là doanh thu của YouTube, doanh thu của Facebook nha mọi người. Mấy ngày gần đây doanh thu của Facebook giảm, của công ty Facebook giảm mấy trăm tỷ đô, và trên sàn chứng khoán thì là nó đỏ, tức là nó giảm. Và bên Liên minh châu Âu thì không cho Facebook lấy thông tin của người ở Liên minh châu, người ở châu Âu đem về Mỹ, thì nó đặt ra nhiều cái khó khăn cho ông chủ Facebook. Thì Xuân Mỹ nói điều này để mọi người hiểu là mạng xã hội thì nó có thể thay đổi nha mọi người, nó có thể thay đổi từ từ cái tên này qua cái tên khác. Thì như Xuân Mỹ hồi trưa đã nói, thì trước đây mình nói chuyện qua, như mình chat, trao đổi làm quen kết bạn qua Yahoo Room, qua những cái chat room của là Yahoo, nhưng mà cuối cùng thì người ta cũng những cái phòng chat room đó cũng bị xóa sổ và thay thế, và vào đó thì là Facebook rồi những cái nền tảng mạng xã hội khác là YouTube, rồi hiện nay là nó có thêm TikTok rồi rất là nhiều. Mà những ai là fan hâm mộ của ngài Tổng thống Trump thì cuối tháng 2 này sẽ có một cái mạng xã hội riêng của ngài Tổng thống Trump, thì ai hâm mộ ngài Trump thì sẽ tiếp cận được cái mạng xã hội của ngài ấy đó mọi người thấy. Xã hội nói chung là người Việt Nam thì có một cái tấm lòng bao dung rộng mở, nhưng mà Xuân Mỹ nói rồi đó, người ta cứ đưa một cô y tá vô danh tiểu tốt, không có là đóng góp gì cho ngành giải trí nghệ thuật nước nhà, thì người ta lại là
ca ngợi, người ta đưa lên, người ta nói là đây là người của công chúng, nhưng thật ra mượn tên tuổi, sự nổi tiếng, danh tiếng của người mẹ của mình để là làm ra tiền, đúng không mọi người? Vậy ai kinh doanh trên, ai đang là kinh doanh, ai đang kiếm tiền từ cái người danh tiếng của người mất hay mọi người? Cái đó là ai cũng hiểu, ai cũng hiểu, nhưng chỉ có những người đang làm không hiểu. Họ nghĩ họ làm gì để họ nhớ, tưởng nhớ tới người người đã khuất, nhưng thật ra họ mượn tên của người đã khuất kiếm tiền mà thôi. Cái điều quan trọng như các cái chị trong FC cũng như nhiều khán giả đã comment cũng như gửi thông tin về với Xuân Mỹ thông qua Zalo, thì cái điều quan trọng là tự tin. Là cậu Út Gò Công tuổi còn trẻ, như Xuân Mỹ nói, mùa xuân là mùa của tuổi trẻ. Tuổi của cậu Út hiện nay là đang độ mùa xuân, cho nên là cái tương lai phía trước nó còn rất là dài. Đồng thời, dưới sự dẫn dắt của anh Ba Ngọc Sơn và khán giả mong mỏi là cậu Út Gò Công chú trọng rèn luyện thể lực, tập trung rèn luyện thể lực để có một cái sức khỏe khỏe mạnh, tăng cân, sức khỏe dẻo dai và tập lấy hơi, nhả chữ, tức là rèn luyện thêm âm nhạc, vũ đạo để có những cái bài hát xuất sắc hơn. Ai cũng khẳng định là sau mấy tháng đi theo anh Ba Ngọc Sơn tập vợt thì cái việc mà luyến lái làn hơi của em ấy nó đã hay hơn, bay bổng hơn. Thì nhiều khán giả cũng mong muốn là em tập luyện nhiều hơn. Rồi thứ nhất, thứ hai là vẫn chú trọng vào việc học nha mọi người, vẫn chú trọng vào việc học, bởi vì như Xuân Mỹ nói thì trí thức là cuộc sống, mà là cái nền tảng cho bản thân mình để đi tiếp. Điều thứ ba là em cường không như người ta mong muốn, tức là không có làm từ bỏ sự nghiệp âm nhạc, chìm trên làng giải trí như là ca sĩ Hoài Lâm ha mọi người, mà em cường đã quay trở lại, chỉ do trong vòng mấy tháng quay trở lại và diễn mấy show ở tập đoàn Xuân Thành, thì đó cho thấy là ở Việt Nam vẫn còn nhiều cái tấm lòng bao dung rộng lượng, giang tay ra giúp đỡ những người khốn khó như của em Cường, đó là những doanh nhân như là anh Bầu Thị. Ngày nào mà họ còn đưa cái cô y tá kia lên diễn trên YouTube hay Facebook, hay là họ còn ca tụng xem cô này như là người công chúng, trong khi chỉ là một người bình thường. Thậm chí không có danh gì trong cái không có danh không có tiếng gì trong làng giải trí, mà mượn tên của mẹ mình thôi. Thì chúng ta những người chân chính, sống hiểu đạo lý, thì tiếp tục lên tiếng binh vực bảo vệ cổ Gò Công. Ngày nào mà cái fanpage Hồ Văn Cường Tích Xanh vẫn còn nằm trên Facebook thì ngày đó chúng ta vẫn còn lên tiếng. Yêu cầu phóng xanh cái fanpage Hồ Văn Cường Tích Xanh này đi. Chữ phóng xanh này trong ngoặc kép nha mọi người, chứ phóng xanh chim cò cũng vô ích thôi, bởi vì chim cò thì cũng là chỉ là mượn hình ảnh thôi. Còn một cái việc làm đạo lý, một việc làm ý nghĩa nhân văn nhất là lên tiếng bênh vực cậu Út Gò Công, hay là giải phóng luôn cái phóng xanh luôn cái fanpage Hồ Văn Cường Tích Xanh này, trả tự do đúng nghĩa cho cậu ấy từ con người đến mạng xã hội, thì mới mới đúng là những cái con người mà theo theo nhà Phật, hàng ngày bái lại Phật, mở quán chay, bán đồ, mở cung cấp những cái tiệc chay miễn phí, buffet miễn phí chay gì đó, buffet chay miễn phí gì đó, không bằng một hành động đẹp là lên tiếng, nói một tiếng công tâm, cho im đẹp vui vẻ. Chứ cậu Út Gò Công không có muốn đá động tới, không phải là cậu Út Gò Công không, bây giờ thì cậu Út Gò Công đã có cái cuộc sống mới, cái con đường mới của mình, cho nên là em ấy cũng không muốn đôi co với những cái người mà làm sai với em ấy. Xuân Mỹ nói là
lẽ thường mà mọi người, thói thường thì không ai tự nhận mình là trộm, không ai tự nhận mình là cướp hết, trừ khi bị bắt quả tang thì mới mới rõ là trộm hay là cướp. Con người cũng vậy, con người thì thường là cái chủ quan người ta không bao giờ người ta nhận sai, người ta không bao giờ người ta nhận mình đã làm sai, người ta luôn luôn cái suy nghĩ chủ quan của con người là luôn luôn cho mình làm đúng. Nhưng mà chỉ có những người trong cộng đồng, những người mà nhìn ra đạo lý chân phương của cuộc sống mới thấy được cái sai này. Thì Xuân Mỹ suy nghĩ là, tóm lại là đừng có ca ngợi một đứa vô danh tiểu tốt mà vùi dập một tài năng ha, đừng có mượn chim cò phóng sanh mà có cái phanh phay cũng không dám xóa, không dám quỷ ha. Xuân Mỹ nói như vậy để cho là ai kia ngày ngày á, là A Di Đà Phật mà thấy được cái điều mà mình làm sai để quay đầu và nghĩ về người Việt Nam máu đỏ da vàng ha. Còn nếu đã làm chạy theo cái phía kia thì đừng nói nhân nói nghĩa, đừng nói nhân nói nghĩa, đừng nghĩ là đừng đừng nói nhân nói nghĩa, đừng có nói là làm thiện ngay cái lúc này. Làm thiện đó là lên tiếng binh vực bảo vệ cổ gò công, người mà cần được bảo vệ đó. Nó là như vậy. Video clip của Xuân Mỹ đến đây là kết thúc. Xin xin cảm ơn khán giả xa gần đã đăng ký kênh ủng hộ Xuân Mỹ. Nếu khán giả xa gần đồng quan điểm với Xuân Mỹ thì hãy bấm like dưới video clip và ấn chuông thông báo để theo dõi những video clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.